Dạ con chào cô Tuyết, cô có thể giới thiệu một chút về cái liệu trình UltraV Double Lifting mà cô đang làm tại Dermaster Việt Nam cho mọi người biết được không cô? Cô làm ở đây là lần thứ hai. Hiện tại là mình đang chạy máy á cô, cô có cảm giác là khó chịu hay là đau gì không cô ạ? Máy chạy em không có đau, chỉ hơi ê thôi, không có đáng kể gì. Nếu như mà cô cảm thấy khó chịu thì cô nói với con nha cô. Thì sau lần đầu tiên mà cô làm cái liệu trình này về nhà thì cô cảm thấy da của mình như thế nào cô ha? Về nhà thì thấy mặt mình thon gọn. Dạ. Còn buổi tối mình đi rửa mặt đi ngủ thì da nó căng mà nó sáng. Dạ. Hồi sáng thức dậy rửa mặt thì da mình nó săn chắc á, nhìn nó rất là đẹp cô. Dạ. Ưng ý lắm. Dạ. Vậy cho con hỏi cô thêm một câu là vì sao mà cô biết được cái dịch vụ của Dermaster Việt Nam vậy cô? Cô có một người bạn á giới thiệu cô, bạn cô thích làm đẹp lắm. Dạ. Nó làm nhiều nơi lắm, nhưng mà lần này cô hỏi nó thì nó nói nó làm ở cái dịch vụ ở Dermaster mình đó là làm thon gọn mặt đó. Dạ. Nhìn nó da nó săn đẹp, nó trẻ hơn cô có chục tuổi à. Dạ. Cô thấy gì cô hỏi nó giới thiệu cô tới đây. Dạ. Thì cái liệu trình UltraV Double Lifting của mình là cô phải làm 4 lần đó cô. Thì sau khi làm liệu trình xong thì cô sẽ cảm thấy da mình là thon gọn hơn, săn chắc hơn, với lại những cái nếp nhăn của mình cũng mờ hẳn luôn đó cô. Dịch vụ ở đây tốt. Cô rất là ưng ý, có gì cô giới thiệu bạn của cô tới. Dạ, để con cảm ơn cô Tuyết nhiều nha cô.